chào các bạn ở bài chia sẻ ngày hôm nay tôi giới thiệu cái cách thức tạo cái email tên miền riêng sử dụng dịch vụ Yoho mail email tên miền riêng có nghĩa là sao có là các bạn có được một cái domain rồi tôi nói ví dụ như nguyễn trọng tin com thế bây giờ tôi muốn tạo ra một cái email theo tên miền đó ví dụ như là gì info a nguyễn trọng tin com hoặc là gì liên hệ a cầm nguyễn trọng tin com admin a còng nguyễn trọng tin com đấy tôi nói ví dụ như vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Thì hiện tại đã có rất là nhiều cách để làm. Đầu tiên là có Yahoo Mail này, có Gmail này, rồi có Google Suite, rồi có Office 365 và đặc biệt là chỉ một vài cái Hotting. Khi mà chúng ta mua cái Hotting xong rồi chúng ta add cái domain vào thì sao nó cũng cho chúng ta tạo cái email trên Hotting đó. Nói chung là có rất là nhiều cách nhưng tôi rất thích và tôi cũng là khuyến khích các bạn nên sử dụng Yahoo Mail. Cái thứ nhất là cái quá trình cấu hình nó rất là dễ, dễ hơn các cái 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 giải pháp kia, cái thứ hai nữa là gì, cái độ tin tưởng của cái server Duho Mail nó rất là lớn, à, khi mà gửi email từ cái Duho Mail này cho đến tất cả những cái email của các khách hàng á, thì sao thì bảo đảm là vô inbox một trăm phần trăm. Rồi, đấy thì cái một vài cái ưu điểm là như vậy, thì cấu hình cái Duho Mail nó thật sự là gì, nó có hướng dẫn hết, đầy ở trên mạng. Nhưng mà sao à, tôi xem tới xem lui rồi tôi vẫn thấy là nó vẫn thiếu một vài cái yếu tố quan trọng để quyết định là cái rô mail này nó hoạt động thật sự là lâu dài và ổn định thì cái bài à, video à, chia sẻ này là tôi hướng dẫn các bạn chi tiết cái cách mà cấu hình cái dịch vụ rô mail để chúng ta có thể sở hữu được một cái email theo tên mình riêng thì cái điều đầu tiên đó, các bạn lưu ý là cái tên miền là các bạn phải mua có tên miền quốc tế hay tên miền Việt Nam hay tên miền kiểu gì cũng vậy các bạn còn mua nè, nói chung là tên miền là do các bạn sở hữu thì làm sao chúng ta biết là chúng ta sở hữu cái tên miền À chúng ta phải đăng nhập vào được cái trang quản trị domain Bạn lưu ý ha Trang quản trị domain Mua domain ở đâu thì đăng nhập vào đó Đó ở công ty nào Thì người ta cấp cho một cái giao diện đăng nhập quản trị Rồi tôi bắt đầu Đây Thì đầu tiên á Các bạn nhập vô cái địa chỉ Đó ZM4.BZ-NMGM9QKZ Thì những cái chỗ mà N, M chữ K đó, Các bạn nhớ ghi hoa lên Còn nếu không á Ở phía dưới cái miêu tả của cái file video này á, cái phần description, phần miêu tả video ở dưới á Tôi có để được link này ở dưới luôn thì các bạn chỉ cần bấm vào đó các bạn lưu ý là bấm vào thế là nó mở ra được cái này liền đó còn nếu không có nhập tay thì các bạn nhớ là cái chỗ ghi thường hoặc chỗ ghi hoa lưu ý rồi trên cùng tay phải chúng ta bấm vào size up nào đó cái biểu tượng trên cùng tay phải rồi thì chương trình nó mở đó nó mở ra cái giao diện như thế này là ok thì đầu tiên cái chỗ này này là chúng ta nhập vào cái tên miền cái tên miền của chúng ta tên miền chúng ta đã mua đó chúng ta lưu ý ha đó đây, cái tên miền là sen senmat.net là tôi mua ở BA thì BA Việt Nam cung cấp cho tôi một cái trang đăng nhập đó, access.ba nam vn Đây, cái trang này đây. Đó, thì tôi đăng nhập vào, đó như vậy là chắc chắn là cái domain này do tôi mua. Đơn giản như vậy thôi, còn các bạn mua ở đâu cũng được thì các bạn phải đăng nhập vào cái trang quản trị nha. Đấy, cái trang này là gọi là trang quản trị này. Chúng ta tạo ra được các cái bản tin đó, bản ghi đó. người ta gọi là record đó. Đó, như vậy mới được, như vậy là cái bước đầu tiên đó, các bạn lưu ý ha tôi nhắc lại chúng ta phải sở hữu một cái domain thì mua cái domain quốc tế bây giờ cũng rẻ không chứ có gì đâu đây đó tên miền của tôi đây tôi copy tôi bát vào đây mắt net rồi cái đây là cái tên à tôi nhập vô đó nguyễn trọng tiến nguyễn tiến rồi admin đó, các bạn nhớ ha admin là cao là tài khoản đầu tiên cực kỳ quan trọng đó giờ đây là số điện thoại các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn vô riêng tôi có vợ hai ba số thôi và tôi sử dụng hết rồi cho nên tôi phải dùng một cái số nước ngoài đó các bạn lưu ý ha do đó thì ở đây thì các bạn điền vô số mobi hay là viettel hay là vina các bạn thì tùy đó còn riêng tôi thì tôi sử dụng tôi có quá nhiều tài khoản yahoo rồi cho nên là số điện thoại dùng hết rồi tôi phải dùng một cái số nước ngoài để tôi nhập vào đó các bạn lưu ý là cái tài khoản admin ở trên đó chúng ta gõ chữ admin các bạn nha đó gõ cái gì cũng được mà ta nhớ đó là tài khoản cao nhất của hệ thống đó rồi ở đây là cái password Chúng ta nhập cái password đó, Đây cũng là cái password khi mà đăng nhập quản trị hệ thống luôn Thì do đó là các bạn lưu ý là Chúng ta nhập chúng ta nhớ Rồi cái contact email Đây chúng ta nhớ ha Cái contact email cũng là một cái mà chúng ta lưu ý là Chúng ta lấy cái gmail cá nhân của chúng ta luôn Đó cái contact email đó Lấy gmail cá nhân luôn Đó Nguyễn Trần Tiến 00 14a.gmail.com Rồi đó, đây tôi zoom lên một lần nữa cho các bạn thấy đây là cái domain tôi mua này. Rồi, tôi sẽ nói rất là chậm chỗ này các bạn đấy ha. Đây cái domain tôi mua ở BA Việt Nam. BA Việt Nam. Đây, tôi mua BA Việt Nam đây tôi đăng nhập sẵn một lần rồi này. Để như thế nào? Rồi, ok. Tiếp đến là cái 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 tên thì không nói rồi. Đây cái tài khoản này cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Cái tài khoản này để chúng ta cấu hình tất cả các dịch vụ của Zoho đó. Chúng ta lưu ý, đây là số điện thoại. Rồi, đó, số điện thoại tôi lấy số điện thoại nước ngoài của tôi. Còn số Việt Nam tôi dùng hết rồi Đây, còn tắt email chúng ta nhớ liền email cá nhân Gmail đó Rồi ở đây chúng ta bấm sign up Đó, tôi sẽ làm rất là chậm như vậy Để các bạn theo nó rất là dễ Tôi bấm sign up Thì sau chương trình sẽ nói là gì Sẽ gửi cái mã code Đó, vô cái số điện thoại này Gửi cái mã code Đó, code xác nhận cái số điện thoại đó Nó sẽ nhắn tin bằng cái đường SE, SMS đó các bạn lưu ý ha Đó, chúng ta đổi lại cũng được Rồi, hoặc là bấm reset để nó gửi lại À, nhớ ha, nếu mà chờ lâu quá đó, gửi xong rồi đó, nó gửi cho tôi, tôi sẽ nhập vào đây Rồi, tôi bấm verify my mobile Rồi, xong, như vậy là qua cái giao diện tiếp theo Rất là đơn giản như vậy các bạn, cực kỳ đơn giản Rồi, qua cái giao diện tiếp theo Rồi, ok, đây bắt đầu là verify cái domain, các bạn nhớ ha, đó, domain setup này Đó, rồi, ok, chọn ở đây, chọn author đó thờ các bạn làm đúng các bước như này các bạn nha Không cần phải lăn tăn Đây xin em này Rồi đây là cái nem này Đó đây là xin em nha Rồi đây là cái value là cái giá trị này Rồi chúng ta sẽ tạo cái bản tin như sau Đây tôi cái trang BI Việt Nam Còn của bạn mua công ty nào cũng vậy thôi Cũng giống như ở đây tôi chọn xin em trước Rồi copy cái này vào copy cái nem đó Đó cái nem đó Cái value là copy tôi dán ở đằng sau Dán ở đằng sau Đó rồi xong <laughs> rất là đơn giản nó tạo xong cái CNM record đó rồi tiếp tục đó chúng ta chờ một chút để cho cái trang va việt nam nó sẽ lưu lại cái record này đó lưu lại cái record này hơi lâu đó các bạn thấy không đó. rồi tôi à, tiếp tục các bạn ha trong lúc nó chạy đây tôi vô mail cá nhân mà hồi nãy này cái contact email đó nó nó gửi email đến rồi đó chúng ta phải xác nhận chúng ta nhé các bạn nhé đây đó bấm vào đây để xác nhận này cái phần cần tắc email hồi nãy ở chỗ mà cái giao diện sai up ấy. đó chúng ta sẽ đó rồi cái tờ email confirm như vậy là gì nó chúng ta nó, nó bắt chúng ta xác nhận cái email còn tắc đó, chỉ cần bấm vào đường link thế là xong đó, chúng ta phải bấm vào các bạn nhớ nha rồi như vậy xong rồi xong cái quá trình tạo cnm đó nó nằm ở đây nó mờ xuống nó ẩn xuống là được các bạn giờ tôi qua cái trang domain setup này này đó chúng ta nhớ bấm project To cnm verify đó nó thấy rồi đó do hôm nó thấy chúng ta tạo được cái gì cnm rồi đó rồi ok như vậy là gì nó sẽ cho chúng ta qua được cái bước tiếp theo còn nếu mà không ra được cái bảng như vậy á, thì chúng ta chờ thôi thì chờ đợi một chút xíu rồi chúng ta bấm project đó project to cnm verify cây đó để chi nó tìm đó nó tìm được như vậy là đã verify nào chúng ta bấm verify nào đó nó thấy được rồi tự động nó chuyển vào bước tiếp theo à, chúng ta để ý, ha. chuyển đến bước tiếp theo là bước tạo tài khoản đó create cao nhớ tài khoản ban đầu là tài khoản admin luôn chúng ta để cái chữ admin luôn đó rồi tạo tài khoản tiếp nữa không thì bấm vào project to add user còn nếu không chúng ta skip thì tạo tiếp đúng không cái tài khoản mặc định của hệ thống mà admin dùng thôi còn mình dùng những tài khoản khác đó ra giao diện này rồi tôi nhập vào đây à, first name rồi gì last name gì đó mình nhập vô nó giống như kiểu là tài khoản admin của hệ thống rồi sau đó mình tạo ra nhiều cái tài khoản nhân viên khác ở trong cái công ty của mình đó tôi tạo ra liên hệ ha tôi tạo ra liên hệ thường người ta dùng cái chữ còn tắc a cầm hoặc là chữ info a cầm tôi tôi thích tiếng việt liên hệ a cầm đó liên hệ a cầm trên net rồi tôi bấm back tôi setup add user chúng ta tạo như tài khoản khác thôi à chúng ta back up rồi đây là group có nghĩa là gì là email của phòng ban đó hr là phòng nhân sự đó thì trong phòng nhân sự nó có nhiều cái nhân viên thì gửi email vô phòng ban đó đồng thời là gì các nhân viên bên trong cũng nhận được luôn đó thì sao đây mình không cần à, đây đâu có phòng ban gì đâu Đấy không à, chúng ta không cần phòng ban rồi gì đây cả à, chúng ta bấm skip thôi đã bấm skip ở dưới này à, góc dưới tay phải rồi tiếp tục là cấu hình cái mx record các bạn lưu ý ha đây address này đó, đó MX Record này, nó nói rất là rõ này, cái kiểu Record đó, cái kiểu bản ghi là MX, đây là hostname này, các bạn lưu ý ha, đây là address này, đó còn đằng sau là priority là độ ưu tiên đó hai cái record cùng một cái giá trị cùng một cái hot á, à, thì nó phải có cái độ ưu tiên các bạn lưu ý ha rồi tôi làm như sau chọn ở đây trước này rồi chọn ở đây là mx record này đó rồi ở đằng sau là cái value đó dán nó vào mx uho com đó. đằng trước chữ a còng đằng sau là số 10 rồi rồi đằng dưới cũng a còng ở phía dưới cũng là chọn mx trước các bạn nhớ là chọn mx trước rồi ở đây là chữ A cầm Ở đây là Rồi copy cái address vào Còn chôn C Dán vào đây Đây chọn 20 Đó Như vậy là hai cái record Các bạn đấy à, là đều là MX record Có cái address địa chỉ là A cầm hết Các bạn lưu ý Rồi đó tôi xong rồi đó, đó Các bạn thấy rất là đơn giản Nhanh Đúng không ạ Đó Đây Value là cái giá trị Kiểu bản ghi là MX Đó và địa chỉ là chữ A còng độ ưu tiên là 10 với cả 20 đó thế thôi rồi chờ cái chương trình cái giao diện quản trị domain nó nó, nó xác nhận nó 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 approve đây chúng ta xem nha đây đó cnm này đó đây là mx này các bạn thấy như nào cái kiểu bản ghi ấy, các bạn lưu ý ha rồi xong rồi đó rồi chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ đây mx đây rồi Có thể mình phải chờ hơi lâu các bạn nha Tùy theo cái chỗ các bạn mua Cái đồ men nằm ở đâu Rồi tôi kiểm tra lại này Tôi mở thẻ mới Tôi gõ vào mxtoolbox.com Hoặc là tôi gõ một cái trang là dnsquad.info Đó tôi kiểm tra lại là Nó có cái co đó chưa đó Đó dnsquad.info Rồi tôi nhập cái domain vô đây thôi Rồi chúng ta xem ha Tôi copy cái domain này đó, mặc dù đầu men ngắn nhưng mà cũng làm miếng gõ copy cho nhanh rồi bấm MX lúc cấp Rồi chờ một chút để nó kiểm tra nó có cái record MX chưa Đó ra rồi đó Đó một cái 10 này một cái 20 này Đó địa chỉ IP này Hostname này các bạn thấy không Đầy đủ Rồi tương tự như vậy qua bên DNS Quad Đó chọn đây là MX này Rồi dán nó vô đây Rồi bấm Resolve đó, rồi để con nó tìm nó ra không ha Đó ở dưới đó các bạn thấy không đó, sáu số 10 là độ ưu tiên đó, mx.yahoo.com đó. Rồi số 20 là độ ưu tiên là .mx2.yahoo.com đó. Đó, như vậy là chúng ta tạo cái record nhưng mà làm sao chúng ta phải chờ một lát để chi để nó update cái record đó. Rồi, chúng ta lưu ý chỗ này ha, hơi lâu. Rồi vô đây. Đó, chúng ta bấm MX lookup. lại bấm chỗ này này, MX lookup. Đó, đây nó ra rồi đó, đó nó thấy rồi đó. Còn như của các bạn ạ, có thể là nó không ra được cái giao diện giống như này các bạn lưu ý ha. À. Nhưng các bạn đã kiểm tra được ở trong MX Toolbox rồi thì các bạn tự tin. Các bạn tự tin, các bạn nhớ nha. Đó. Thằng Dio Hô nó phát hiện được hai cái record đó rồi đó. Nhưng mà này tôi làm nhiều lần rồi, tôi có làm luôn MX Toolbox có phát hiện luôn mà vô đây nó không thấy. Vô bấm MX lúc cấp nó không thấy. Các bạn lưu ý à Rồi, bấm nét thì sao các bạn bấm nét luôn. Nếu mà không thấy các bạn bấm nét luôn. Các bạn lưu ý ha. À. Rồi, qua bên chỗ này là tạo hai cái record cực kỳ quan trọng là SBS và DKIM. Rồi, tạo TXT này, A còng này, đây là cái value là giá trị này. Rồi, kiểu bản ghi bây giờ là TXT nhá, các bạn lưu ý ha, TXT. Kiểu bản ghi đã cái record đó. Rồi, tôi kéo xuống tôi tạo như sau. Chỗ này tôi tạo là TXT này. Rồi, chỗ này tôi dán cái value này, còn cái address A còng này. Đó, chọn em TXT nha, TXT. Rồi, bấm lưu cấu hình. Đó, các bạn nhớ nha, kiểu bản ghi là TXT Record nha Hay bị nhầm chỗ này làm đấy Đây, chỗ này là cái value đó, chỗ tôi chấp con chuột đó, là value Rồi, ok, đây là A còng Đây là TXT Rồi, BA Việt Nam chạy hết là lâu Làm xong rồi, bấm sell lưu lại rất là lâu Rồi, đó là TXT xong Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra ha Đó, đây là bắt chúng ta chờ 5 phút này Đó, đây TXT, nó mờ xuống là được rồi đó Nó lưu rồi đó rồi ok Qua đây kim nha Đó tới đây là xong À sbs là xong rồi đó Qua đây kim này Cái đây kim tạo khó hơn nha Bấm project này Tôi cần fit đây kim này Bấm vào đây nè Rồi ok ha Tới chỗ này ha Rồi Đó bấm vào cây bút trì ở đằng sau á Cái cây bút trì đó à, Trong một action rồi nè Các bạn nhớ nha Cái cây bút trì đằng sau đó Đó cái chỗ mũi tên tôi chỉ lên đó Nó bé quá Tôi phải làm vậy cho các bạn dễ thấy Rồi vô đây Bấm s selector nha rồi cái phần mà selector name này này chúng ta gõ gì gõ, đã tôi gõ là yahoo mail mà các bạn cũng nên gõ theo tôi luôn đi ha, là yahoo mail luôn. Đó, yahoo mail. Đó, các bạn nhớ nhá. Rồi các bạn lưu ý, tính từ cái chỗ này đến chỗ domain key thôi nha. Chốc nữa cái chỗ mình copy á. Đó. đó, rồi, tôi bấm như này. Rồi. Copy này. Đó, cái phần mà tôi copy này từ yahoo mail này cho đến domain key thôi nha, trừ lại dấu chấm. Đó, tôi copy cái phần đó nó. Cái phần mà tôi đóng khung màu đỏ đó các bạn. Rồi tôi bôi chuột này Đến cái chỗ này thôi Các bạn nhớ nha Đến chỗ này thôi Còn C Đó Tôi zoom lên cái nữa các bạn thấy Đó Từ đây cho đến đây thôi Hay nhầm chỗ này lắm rồi nha Rồi trừ lại dấu chấm nha Không lấy dấu chấm đằng sau chỗ đồ men kia các bạn Đó Rồi ok copy Kiểu bản ghi là TXT Rồi chọn TXT Recall nè Rồi chỗ này là Ctrl V vô này cái đồ bên kia hồi nãy đó đó các bạn thấy không đồ bên rồi, đó. rồi. nhớ ha, cẩn thận chỗ này nha rất là nhầm chỗ này đó rồi copy từ chữ V bằng này cho đến cuối cùng luôn QAB gì đó, đó. V bằng rồi copy nguyên cái đống đó, đó copy còn C rồi dán ra đằng sau dán được cái phần value cái phần giá trị rồi bấm lưu cấu hình đó như vậy là xong Để chúng ta lưu ý chút xíu thôi à còn thật sự thì nó chả có gì khó cho nó, nó nhiều quá còn chúng ta không có lưu ý chúng ta không biết copy ở chỗ nào đó không copy hết thường là quen tay mà copy hết luôn là sai đó và nha yeah, copy từ chỗ đồ từ chỗ vô cho, cho đến chỗ đồ men khi thôi rồi như vậy đến đây là xong cái phần cấu hình cái à rồi như vậy đến đây là xong cái phần cấu hình cái đó chúng ta bấm vào verify nha chúng ta bấm vào verify đó thì sao chúng ta nhìn ở trên đó, đó nó bản xét xét full màu vàng mờ nó rất là nhanh đó là gì là nó đã thấy được rồi nó thấy được cái tê tê co mà chúng ta vừa tạo đó đó chúng ta thấy à, nó, mất rồi tôi zoom mà nó mất rồi, đó. rồi, nó mất rồi đó. nhưng mà tạo xong rồi đó xong nó đánh dấu xanh rồi đó nó đánh dấu xanh chỗ này này dấu tích xanh đó. là xong cái sbs và đê kim các bạn lưu ý ha đó rồi tới cái bảng cái chỗ này này là chúng ta bấm skip thôi rồi tới cái chỗ này Mobile Access chúng ta bấm skip luôn Đó những cái app mà nó cài trên điện thoại nữa, các bạn Bấm skip luôn Rồi Rồi đến chỗ này chúng ta bấm go to Yoho Workspace Đó Rồi đến chỗ này như vậy là chúng ta đã Hoàn tất 99% rồi Vẫn còn 1% nữa các bạn nha Là chốc nữa tôi hướng dẫn các bạn cấu hình cái DMAT Nhưng mà bấm chỗ này Còn cho panel các đã Xem bằng chương trình nó thông báo như nào đã Đó Đó theo các bạn thấy không Nó không thấy được thì Record này tôi đã tạo rồi nó đã xác nhận rồi mà không thấy nó không? nó báo nó không thấy này rồi bây giờ tôi vô phần domain các bạn để ý, đây các bạn để ý thế này đó thì chắc chắn rằng một trong ba hoặc là cả ba luôn MX thì có sbs và dkim nó sẽ không có báo có tích màu xanh đâu các bạn nó sẽ có một cái báo chấm tan là nó chưa nhận được thì các bạn nhớ ha, tới nếu mà em biết thì các bạn phải chờ một ngày rồi sbs thì như tôi thì chốc nữa các bạn sẽ thấy còn dkim chúng ta phải 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 xác nhận lại à, chúng ta ha đây chỗ tạo tôi bấm vào chỗ này này đó authentication này. Đó, email authentication này. Rồi đến cái phần mà SBS này. Đó, ADQ à kim này, thấy màu xanh rồi này. SBS này, chưa này. Đó, chúng ta bấm verify cái. Verify cái này cái. Các bạn nhớ à, đó, màu xanh lên rồi đó. Rồi bây giờ vô lại trong cái phần domain ở đây. Đó, được hết rồi đó. Các bạn nhớ nha, MX Record có thể báo, có thể báo lỗi chỗ này nha, không phải báo lỗi mà báo chấm tan đó, nó chưa nhận được. Thì nếu mà chúng ta kiểm tra bằng emitoolbox.com rồi đó Thì sao? Thì chúng ta chờ Chờ một ngày thôi, tự nó xanh lại à Rồi bây giờ tới đề mát ha Tôi gõ vào đề mát record mail Đó, tôi gõ như vậy đó Đề mát record mail Cái này là vô không yêu cầu bắt buộc làm Nhưng mà chúng ta nên làm luôn Để tăng cái độ tin tưởng của email chúng ta lên rồi, tôi bấm vào cái đầu tiên luôn, Yoho Policy, à Daymart Policy, đó. Thì có ba cái dạng Daymart thì co, tôi lấy cái dạng đầu tiên. Đã, đây, cái chỗ ngắn ngắn này đó txt ha cấu hình txt này kiểu kiểu bản tin đó là txt đó dạng là dmat chấm rồi tôi copy nguyên cái đống này đó rồi từ chỗ đây ha từ chỗ dmat đến chỗ này thôi trừ lại dấu chấm nha nói chung copy cái chữ gạch dưới dmat đó vô trong trang quản trị domain đây chạm txt này tạo txt nha rồi chỗ này còn v cái dmat gạch dưới dmat còn cái giá trị đằng sau chúng ta lưu ý này tôi copy từ chữ v không có lấy dấu nháy kép nha đến cái chữ chấm Đó rồi dán vô trong này rồi sửa lại cái chỗ này sửa lại cái tên domain của mình chứ đúng không sao để cho domain được còn chôn c chỗ chunmax net này rồi dán vô đây dán vô chỗ này rồi đằng trước admin thì đúng rồi chúng ta có tài khoản admin mà thì đúng rồi đó còn ở đằng còn cái phần còn lại thì các bạn giữ nguyên đấy như vậy cái record match là tôi đã tạo xong rồi đó các bạn tôi đã tạo xong rồi đó các bạn lưu ý ha như vậy là dmat rico zoho không có yêu cầu nhưng nó khuyến cáo cho đó là nó không có bắt buộc do đó là chúng ta phải tạo riêng chúng ta lưu ý ha đó đó các bạn có thể đọc thêm ở đây để nắm thêm cái thông tin ngoài ra thì có một vài cái kiểu dmat rico khác thì chúng ta có thể tạo được không phải là không nhưng mà cái đầu tiên cũng đã được rồi đó như vậy là xong xong hoàn tất luôn các bạn đó rồi các bạn lưu ý ha các bạn lưu ý cái chỗ này rồi tôi vô dashboard rồi tôi vô dashboard các bạn nha rồi đây là những cái user thông gì hết cho tìm này trong cái phần mà heo thì chuộc đây cái chỗ này này các bạn lưu ý này trong cái phần này này heo rì này hep rì đó rồi có thể nằm bên tay trái nằm bên tay phải nha tùy nha chúng ta tìm đến cái chỗ đến một cái chỗ đầy cái chỗ này này đó đó I want to use custom login URL for the organization đó có là cấu hình cái đường link truy cập ấy đường link truy cập à? rồi chúng ta bấm một chỗ đó chúng ta bấm một chỗ đó các bạn nhớ nhé rồi đến cái chỗ này đây nó bắt chúng ta tạo cnm này rồi ở đây là cái giá trị này rồi còn ở đây là mail này cái address là mail này đó các bạn thấy không address đây là mail kiểu cnm và đây là giá trị business yahoo com là cái value đó đó để chi để chúng ta gõ vô là mail chấm nguyễn trọng tin com để chi để chúng ta check mail đúng không ạ cái trang web đó, chúng ta mở website lên chúng ta phải gõ vào cái địa chỉ nào đó chứ như vậy là chúng ta phải cấu hình cái C Đó, đây ha. Rồi, tôi tạo là C Ở đây tôi gọi chữ mail các bạn thấy ha, cái address đó, chúng ta mail. Đằng sau này chúng ta dán vô business.yahoo.com. Copy từ đây này, đó, copy từ đây cho đến đây, còn chuột C. Đó. Rồi, xong rồi sao? Dán vào đằng sau. Đó. Được ha, như vậy là mỗi lần sau đó chúng ta check mail đó, chúng ta chỉ cần mở trình duyệt web lên, chúng ta gõ vô mail. Chấm senmat.net vậy chúng ta check mail bình thường đó rất là hay như vậy chứ còn bây giờ check mail bằng web mà còn một app thì hồi nãy nó có đường link để cho chúng ta cài app trên điện thoại đó rồi bấm lưu cấu hình là xong đó như vậy là hoàn tất rồi đó các bạn đây tôi zoom lớn tổng thể các bạn xem nha cái gì co gì này đầu tiên này thì có cnm này đó hai cái gì mx này đó tiếp theo nữa cái gì là sbs thì này đây sbs này cái này là DKIM kim này đó, và cái tiếp theo nữa là DMAT Record này. Và cái cuối cùng là CNM Record để tạo cái địa chỉ truy cập này. Đó, các bạn thấy không? Rất là rõ ràng và và và, và đầy đủ như vậy đó. Rồi, xong hết rồi đó, Tôi thoát ra này. Tôi bấm xài ảo nó thoát hết rồi. Rồi, bây giờ tôi đăng nhập lại cho các bạn xem ha. Rồi. Đây, cái địa chỉ nó rất là dài. Thấy không? Ai nhớ đâu, tôi mở cái cái thẻ mới này. Tôi gõ này, mail này, chấm này. Đó, các bạn thấy không? Senmark.net trendmark.net enter đó xong vào đó, các bạn thấy đầy mail này đó mail trendmark.net enter thì sao nó ra cái bảng đó bảng cái logo ở trên là chúng ta thay đổi được nha à, vô trình notepad đó cái control panel hồi nãy đó à, thay đổi lại được rồi tôi gõ vào là liên hệ a cầm chúng ta nhớ nha phải gọi chữ a cầm rồi tên cái domain sau nha chúng ta có cái chữ liên hệ không nó không ra đâu rồi password này nhập đúng password rồi tôi bấm sai in này các bạn xem nha rồi đó vô được bên trong rồi nè hai tiếng này đó bỏ qua xác minh hai bước ha mỗi lần đăng nhập nó gửi cái cốt vào điện thoại mắc công đó rồi liên hệ vô rồi đó vô được cái bên bên đăng nhập ở bên trong rồi đó lần đầu đăng nhập thì đương nhiên nó hơi lâu rồi đây ra bảng đó bấm close forever này không phải nhắc không phải thông báo gì cả rồi xong đăng nhập được rồi đó như vậy là từ đây là chúng ta sẽ gửi mail đi hoặc nhận mail về thoải mái tôi bấm new mail này tôi test cho các bạn xem nhá đó tu này tu là gửi mail đi đúng không tôi dùng là mail tester mail ha gạch ngang tester.com rồi tôi copy cái email này copy mail lại đây tôi dùng lớn này các bạn này 3 v kép để mail gạch ngang gạch nối đó không phải gạch dưới nhá tester.com rồi ở đây chân anh cái lá cờ đó góc chân cùng tay phải các bạn đấy ha rồi sau đó chúng ta bấm check cho score là xong rồi Copy trước này Copy trước Rồi dán vào đây CC tôi gửi đến Gmail của tôi Cái địa chỉ Gmail cá nhân của tôi Trọng tiến A -com. Gmail cả Gmail.com Rồi tiêu đề Subtract chúng ta gõ gì chúng ta gõ tùy Đó tôi copy ở trong này cho nó nhanh luôn Đây nội dung này Của chôn C Nội dung đây Đó Rồi cái tiêu đề từ đây tới đây Tôi lấy từ đây đến đây Còn chôn về Đó rồi, sau đó tôi bấm nút send. Đã tu ha và CC. Rồi tôi bấm send. Rồi các bạn xem đó, mail đi rồi đó, mail send gọi là mail đi rồi đó. Nó nằm ở trong thư mục send này. Đó là mail nó đã để đi rồi, từ dấu hô đẩy đi được rồi. Rồi đầu tiên này, tôi mở cái Gmail cá nhân của tôi lên trước này, tôi sẽ xem ở đó. Ha, vô rồi đó, rất là nhanh các bạn thấy không? Đó này, nó đánh email quan trọng mà nó vô mailbox, à, nó vô inbox luôn các bạn thấy không? đó rồi tôi bấm vào đây, tôi kiểm tra các thành phần này đó được gửi bởi này xác thực bởi và bảo mật đó. đây là ba cái chỗ này là cực kỳ quan trọng đó ba cái chỗ này này cực kỳ quan trọng nha các bạn nha thì cấu hình mà đúng các cái gì như vậy nó sẽ hiện được cái này thế thôi rồi đằng sau này tôi bấm vào đây tôi chọn là hiển thị thư gốc còn tiếng anh là original gì đó đó đây hiển thị thư gốc này rồi tôi bấm vô các bạn xem nha nó có thấy được gì không nha đây này sbs thì này bass với ib này đây kim này bass luôn này rồi đây pass này bắt có là vượt qua nó tạo thành công đó các bạn đó các bạn thấy không mình cấu hình nó phải như vậy đó các bạn nó phải có ba cái gì co này sbsd kim ở đây mát tôi nhấn là mạnh lại ha phải có ba thì đó rồi vô đây tôi bấm check your score đó tôi bấm vào đây để xem là gì mail nó tới địa chỉ mail này và cái chương trình này nó sẽ test mail của tôi là như thế nào rồi chúng ta chờ một lát đó chương trình nó chấm được 9 trên 10 điểm đó, đó perfect you can send đó chúng ta thấy ở đây cái sắp trách là tiêu đề này tiêu đề email mà tôi vừa gửi đó các bạn đó đây nó vẫn nghi ngờ là hàng loạt các cái server về chống spam này nó vẫn nghi ngờ là lọt vào trong hai cái server hai cái server chống spam đó các bạn thấy không ạ rồi nhưng mà sao trung bình các bạn cứ kiểm tra mà 7 đến 8 điểm trở lên là ok còn dưới 7 điểm thì sao thì chúng ta vẫn phải dè chừng chúng ta lưu ý đây SBS nó thấy này à, nó thấy một cái SBS à, rất là tốt đó rồi các bạn lưu ý ha đây các bạn bấm cuối cùng này SBS và D Kim check này đó, để chi chúng ta kiểm tra lại chắc chắn cái đề kim và FPS chúng ta đã tạo thành công. Rồi thì cái domain này, ở đây chúng ta nhập vào cái domain. Các bạn đấy ha, đây, control control C ở chỗ này và control V vào đây. Đó, chúng ta thấy Còn cái D kim selector là cái mà Yahoo Mail hồi nãy chúng ta đã đã tạo đó. Đây là cái chỗ này này. Đó, cái chỗ này này, cái số 10 đó các bạn, đó có chớp chuột đó. Đó là Yahoo Mail đó. Trong lúc mà chúng ta tạo đề kim đó, đó. Rồi, chúng ta check FPS and D kim này. Đó, để xem nhá đó ra rồi này và theo nó thấy cái này là chứng tỏ là nó ra rồi nó thành công rồi đó, đó SBS đây đây kim đây vậy mà trong Yahoo mail thì nó báo nó báo chưa nhận được thì chúng ta verify hoặc chúng ta chờ thôi chứ không có gì cả đây là đây kim này xong rồi này đó như vậy là tới đây là tôi đã hoàn tất xong cái đăng ký email với tên miền riêng nào đó sử dụng dịch vụ Yahoo mail đó thì các bạn lưu ý là các bạn theo đúng với các bước hướng dẫn như vậy đó thì khi mà email chúng ta gửi đi hoặc ngày mai chúng ta lấy cái email là liên hệ a à, cầm net để chúng ta làm email marketing đó. thì sao thì cái cái độ chất cái độ tin tưởng đó của nó rất là cao à, cái vấn đề vào inbox là chúng ta sẽ không cần phải bàn bạc nữa đấy các bạn nhé ha như vậy là chúng ta có một cái email rất là chuẩn để chúng ta làm các cái chiến dịch về email marketing sau này để cài đặt hệ thống senmart email marketing sau này vân vân thì sao thì rất là rất là ok rất là tốt các bạn lưu ý đó À, như vậy là cái bài hướng dẫn của tôi hôm nay à, đến đây là hoàn tất. Chúc các bạn cấu hình cái dịch vụ tên miền à ý.